Anh em nào có nhu cầu gọi là cày thế lên quân và mua nick lên quân, tìm nick theo gọi là skin yêu cầu thì nhắn tin gọi là cho nơ mà hạt. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong video này mình làm về vị tướng Gidu DSP anh em ạ. Trận đấu này thì team bên mình đang bị team bên địch ép, nói chung hai bên thì cũng 50-50 thôi. Pha này Violet. Không Violet định bắt mình anh em ạ. Thôi pha này thì trưởng thêm phát nữa, lùng ngáy. Bắt mình không gì mô. Thì có lẽ là Violet phá đầu không nghĩ là có thêm theo nát trong bùi nữa. Và có thêm Liên Á bóc đầu nữa ấy. Nghĩ là ăn chắc rồi, nhưng mà cuối cùng thì không có gì là chắc chắn cả. Rồi, pha này quất luôn, ê hay ngon. Bắt luôn bò này. Trưởng nhẹ choáng một phát nhưng mà bò không chiêu hái để né không sao cả. Ulti luôn này, xà thủ tém mình bắn Fury. Và thêm một cái double cứu thứ hai nữa dành cho xà thủ team bên mình. Team bên mình thì chát rừng biệt chơi không vậy. Muratem đích tuổi lơ, gáy khá là kẹp đến từ vị trí của Murat team bên địch. Thì hiện tại về thể trận thì team bên địch đáng nhìn hơn team bên mình xíu về lượng trụ hạ gục. Còn về chất tướng thì ở giai đoạn cuối trận thì team bên mình cũng khỏe và team bên địch cũng khỏe. Nên là quan trọng bên nào và lập combat có lợi thế hơn thôi. Còn về chất tướng thì không có gì bàn cãi cả. Theo nát team mình cũng khỏe này, Zuka cũng khỏe. Zuka thì cũng giống như Ngô Khống ấy, kiểu tướng đướng. Còn mình thì có sát thương phép tốt. Nhưng cú trưởng của mình lấy đi khoảng đó là gần nửa lượng máu là chuyện bình thường. Ôi, tôi xong rồi, pha này thì sai rồi. Có lẽ là một pha xử lý tình huống hơi lồ liệu, hơi liêu đến từ mình. Tưởng là lên ulti AZ đó là ulti thì cũng được. Nhưng mà có lẽ là lỗi tem bên địch quá là đông và team bên mình thì chưa lên được. Nên là mình cuối cùng lên bảng điểm số, rất may thì đồng đội của mình cũng rút về gọi là nhanh, nên là chỉ có mình lên bảng điểm số thôi. Thế trận hiện tại thì hai bên cùng ăn miếng trả miếng nhau anh em ạ. Về chất tướng thì mình cũng đã phân tích rồi. Bên kia thì có vị trí Liana đi ở đường giữa cũng rất chết là khỏe. Và bên mình giá tá thì cũng ổn. Giá tá thì cũng lên huấn chương trói nữa để kháng phép luôn ấy, cho nó an toàn. Khi giá tá có huấn chương trói thì thực sự nó tém đi khó sốc đám hơn. Với chất tướng Gidu thì chất tướng ở giai đoạn V6 thì biến thành một sát thủ. Những cú trưởng của Gidu sẽ cực kỳ lân lực ở giai đoạn cuối trận. Hiện tại thì trận đấu cũng đã trải qua đó là 13 phút rồi. Zuka thì đã phải lên bảng điểm số. Ở thế thiếu người thế này thì chắc chắn là phải thủ thôi. Về chiêu thức của Gidu thì khá là đơn giản thôi. Chiêu thứ nhất thì anh em lượt lên, lượt theo hướng chỉ định. Trúng mục tiêu thì sẽ gây sát thương. Đòn đánh thương tiếp theo thì sẽ làm choáng và đẩy lui kẻ địch. Chiêu thức thứ hai thì anh em gọi là trưởng như thế này. Ôi, có một tí máu, ôi tiếc thế. Thế luôn ạ, không phải vạch máu của vị trí xà thủ tém địch đấu nữa. Mà cuối cùng thì lại đó là khống chế anh em ạ. Ui. Ngủ khống nó ra gõ phạt bay mau luôn. Gặt thế. Núp hơi bị kính ấy.
Không phải là một người mà nhiều người luôn. Ủi, lại núp tiếp. Rồi giá ta Tim Minh liệu có cất cánh được hay không? Rất may thì vẫn cất cánh được, lấy đi cái giáp hộ mệnh của vị trí Ngô Khống. Nhưng mà cuối cùng thì Tim bên mình lại hỗ trợ Ngô Khống cũng phải lên bảng điểm số. Rất may nhá, phá đòn nếu mà giá ta Tim Minh lên đám thì chắc có lẽ là bộc hơi đấy đấy. Ngô Khống chuyên gia núp lùm anh em ạ. Thì cũng đúng thôi, chất tưởng Ngô Khống thì chất tưởng như vậy mà, luôn luôn là núp lùm và bắt. Trận này thì mình cũng lên phun phép dành cho vị trí của ghi đúp. Nên là máu thì cùng tất nhiên cũng sẽ dày thôi. Nhóm phun phép thì ở giai đoạn nào về sau thì những trưởng của mình sẽ cực kỳ là chất lượng. Lấy đi khoảng hơn nửa lượng máu của tém địch là chuyện bình thường đến từ một cú trưởng. Rồi, và này bò này, làm món thịt bò gặp với bò nó chết trâu anh em ạ. Ui, thôi xong rồi. Bò trâu quá. Và đó thì vẫn ăn được bò, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng phải lên bảng điểm số, gia tá cũng phải lên bảng điểm số. Gia tá tìm bên mình chát, nể thằng rừng. Thì nãy giờ đó là quý đen tém mình thì có lẽ là cũng hơi ảo tưởng một xíu. Cắn 4, cắn 5 nhưng mà không thành công ấy. Lượng vàng của rừng thì còn thua lượng vàng của mình nữa ấy. Thôi bình tĩnh, tập trung đẹp lính kìa. Ôi, ôi, ôi. Zuka đang biến về anh em ạ. Về nhanh, đẹp lính thôi. Rừng không làm được gì luôn ấy. Giá ra chứ rất khó. Zuka cũng phải lên bảng điểm số rồi. Theo Nathan mình thì đáng bắn. Nhưng mà khá là thấp, màu khá là thấp. Mình trường một phát. Ulti kết hợp thêm người tốc biến. Ôi ngon, ngon rồi. Theo nát vẫn đang được xả ra thương. Hồi hộp quá anh em ạ. Cái trù thì chỉ còn khoảng nửa lượng máu thôi. Phá đỏ và không ra kịp thì chắc chắn là cái trù đó thì sẽ thuộc về team bên địch rồi. Và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc. Nhưng mà rất may anh em ạ. Phá đỏ thì thứ nhất đó là máy, đó là mình ra kịp. Thứ hai nữa là máy, đó là theo nát tém mình vẫn đang được xả ra thương ấy. Chứ không có đám xả thủ thì chắc chắn cũng không làm được gì. Một trận đấu căng anh em ạ. Tem bên địch thì có lợi thế và thế nó ép cũng khá là gắt. Retreat. 16 phút trôi qua đó, chất lượng của tem địch hơi khó chịu. Trâu bo đến từ vị trí của Toro này. Ôi pha này bắt được này, ngon. Rồi chạy đâu, mình cũng tí luôn nha. Rồi dính vào vị trí của Ngô Khống này, tiền Ngô Khống lên bảng điểm số. Rồi, trưởng luôn. Ôi, không trưởng được rồi. Bị hô quáng lực của vị trí mịt tém địch làm choáng rồi. Pha này thêm phá trưởng nữa này. Mịt tém địch khá là thấp máu rồi. Thôi xong rồi, dừng tém mình lại lên bảng điểm số tiếp rồi. Thực sự thì chất tưởng bo Toro là chất tưởng khắc chế ghi đu luôn ấy. Kiểu là ghi đu thì toàn hiệu ứng làm choáng các kiểu. Bo Toro thì lại miễn được khống chế. Vì thế pick Toro thì mình hơi khó chịu. Bây giờ cố gắng giữ trụ thôi anh em ạ. Team bên mình đã phải lên bảng điểm số 2 người rồi. Ôi pha đánh hôn. Còn một tí máu. Hay quá. Rồi pha này ulti luôn này. Dính con xíu máu tiếp. Pha này thì bật cái giải và lùi về ngay và luôn thôi. Lượng máu của mình thì cũng khá là thấp. Rồi bo Toro thì đang đánh trụ các kiểu. Thôi pha này thì có lẽ là phải về. Lùi lại, bảo kế xa thủ xíu. Rồi chơi luôn này, chạy đâu. Một trường, ui, không chế kia trấu thế. Chiếu một kết hợp thêm về tốc biến nữa. Cuối cùng thì cũng ăn được bo. Công nhận bo trấu thật anh em ạ. Mình trưởng như vậy mà một máu không chết. Nhưng mà không sao cả anh em ạ. Ê, Ngô Khống đâu rồi. Ngô Khống khốn quá, nó lùi về rồi anh em ạ. Này thì Ngô Khống này, một trường nửa cấy này. Mất ba đường rồi anh em ạ. Mất ba được lịch siêu cấp rồi. Hơi khoái. Khó rồi anh em. Ê, Ngô Khống. Vừa thấy bóng dáng Ngô Khống. Đây, bắt luôn. Chạy đâu. Này thì chạy này, một trường này. Rồi, còn một tí máu được rồi. Pha này thì tạm biệt Ngô Khống nhá.
tiện ngục cống lên bảng điểm số. Thôi từ từ dừng rồi, chưa ăn được đâu. Tầm này là phải, đó là chơi ít nhất phải 3 người lên ổi đấy, anh em thấy chưa? Pháo này dừng té mình vừa ăn vào tà thân xế giá bị lên ná cấu rỉa các kiểu rồi. Này thì chạy hết chiếu rồi đúng không? Rồi, ổn tí này. Mình lên đám phép thì chắc chắn là pháo này sẽ thiện và mình tém địch lên bảng điểm số rồi. Ngon ngay, ngon ngay. Trận đấu này thì mình hỗ trợ rất là đắc lực ở giai đoạn đầu trận. 15 điểm hỗ trợ. Nhưng mà giai đoạn cuối trận thì mình biến thành sát thủ nên là ăn màng tốt anh em ạ. Cuối trận thì lượng đám của ghi đúng sẽ cực kỳ là tốt. Rồi bắt luôn Violet này, rồi chạy đâu. Violet lên bảng điểm số nhưng mất cái giá phụ mình, tỉnh dậy thì cũng lên bảng điểm số. Mình thì ăn được màng của vị trí của Murat nữa. Một mục tiêu trúng hai đích. Ăn thêm màng của Toro nữa. Và đây là cơ hội dành cho team bên mình. Tổng tấn công lên nhé. Tầm này không win là không có thời gian mà win nữa đâu. Giá tá thì mình về là đẹp rồi. Về để đẹp lính. Rồi, phát này ngộ khống thì chắc chắn bây giờ những trưởng của mình sẽ cực kỳ là đau rồi. Ngộ khống bật ra phát là mình trưởng phát nửa cấy này. Rồi, phát này một trưởng. Ôi, bị tém đi con xỉu máu. Rồi, ún tí và tốc biển luôn này. Ngộ khống thì dính đơ cứng luôn. Và tiện ngộ khống lên bảng điểm số. Cuối trần thì anh em thấy thì trưởng rất là lực luôn. Và lật kèo anh em ạ, mất 3 đường nhưng rất may vẫn lật kèo được. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip.